ơi, đúng là cái nhà bên này nó xui mình chuẩn mà. Chỉ có bỏ phân lợn mít nó mới sai quả. Mà quả nào của đấy thì nó nây ra. Năm nay được mùa. Ơ, kiểu gì kiếm món. Thanh à? Ơ, đang làm gì đấy? Nắng nôi mà hôm nay mày đâu đấy? Đang bảo sang nhà ông muốn mời cưới. Ơ, thế... cưới ai? Thì cưới thằng cu nhà ông Hoa anh tao ấy mà. Mày nhìn thấy không? Mít xài nhúc nhỉu dưới đây này. Năm nay ấy, kiểu gì quả nào chín bói tao sẽ mời mày sang. Ờ nhưng mà này, lão Hi nhà mày hôm nay có nhà không? À, không biết là dạo này lão đi đâu. Tao cứ thấy bảnh bắt ra là đi suốt. Cứ đến giờ ăn cơm thế về, ăn xong bắt đầu là lại mắt nhắm mắt mở là lại thấy đi mất hút rồi. Tao tưởng mày cho lão đi. Làm gì có thằng nào mà dở hơi mà cho chồng đi chơi suốt ngày. Mà tao thấy mấy thằng ở xóm mình còn đồn á, lão lắm tiền lắm. Thế ngày nào cũng đi nhậu, lần nào nhậu cũng trả tiền cho. Suốt ngày đi ăn đi uống mà lại còn có tiền để giả. Lạ nhỉ. Rõ là tiền lợn nhá, bán tao thủ hết, mang đi giả tiền cám, nộp học cho con. Lấy đâu ra mà lấy tiền cho lão đi ăn đi chơi như thế? Ai mà biết được. Thì mày về mày xem lại chồng mày xem. Chứ không thế khéo này, xem ông hay ông hú hí ở đâu hay tiền nong giấu giếm thế nào. Chứ còn đi mỗi lần uống nhậu nhẹt cũng mất vài lít cả triệu, không phải ít đâu. Thôi tao đi về đây. Ờ, thế thì thôi mày về đi, tao về tao khảo lão ấy xem. Ờ. Được hay là dạo này có tệ nạn đề đóm gì, khéo mà được tiền lô tiền đề là về yểm cũng nên đấy. Ở nhà thì chả chịu cỏ già đi. Ruộng hai bờ dọc hang ở ngoài kia cũng để mọc tùm lên vô. Còn ở nhà thì cũng không chịu làm. Trời ơi, oai nhỉ. Vừa mới mua máy được có mấy cái là bắt đầu là vểnh mồm lên nói vợ ở nhà không chịu làm. Còn gì nữa? Đấy, chịu khó thì ở nhà mà làm đi. Đây ơi, còn đang nghe thông tin dân làng hàng xóm người ta nói suốt ngày ăn với hóng ở quán xá, nhậu nhẹt bù khú ra lại còn có tiền giả cho chúng nó kìa. Mà tóm lại lão đi vào đây. Cái gì? Đi vào đây. Chị vào đây. Đi vào đây. Ba mặt một lời tôi hỏi xem. Thế dạo này nhá, chắc chắn là lão phải yểm tiền. Giấu tiền đâu tốt nhất nôn ra. Đừng để con đầy mà lục thấy á. Thì lúc đấy nhá, không phải có chuyện vợ chồng nói chuyện nhẹ nhàng ở đây đâu nhá. Lại đi đâu về? Lại buôn dưa lê dưa chuột ở đâu về lại bắt đầu là trời nó ơi. nó mới dối cho nhồi cho cái ý nghĩ đấy về lại nghĩ chồng thế nọ thế kia. Giấu tiền gì ở đâu mà giấu đấy. Ối việc làm căng mông cả ngày không hết việc, có rảnh thì lão đi ngồi lê mòn ít quần đâu mà bảo là đi ngồi lê đi ăn đi chơi kiểu gì mà để người ta chạy đến tận nhà người ta tố cáo nhau cái kìa. Tố cáo cái gì Thế có phải là dạo này suốt ngày lão đàn đúm ăn chơi mà lại còn có tiền để đi mời bạn bè nhậu nhẹt đúng không? Làm gì có chuyện mời thằng nào mời thằng nào đi đấy gì? Hào phóng quá. Vợ con ở nhà thì một miếng mẻ đôi không biết, đi ra mời chồng nó ăn uống bù khú. Xong chồng nó về chồng nó kể khao khắp chồng nó khen khắp làng là dạo này thằng A Hi lắm tiền, dạo này con vợ nó ngoan, nó chiều chồng cho đi chơi suốt ngày. Tiền ở đâu mà lắm? Bán được đồng tiền gà tiền lợn nào thì mày cầm hết còn gì đấy, nữa. Cái đấy mới là cái mấu chốt quan trọng để đây hỏi nhá. Thế tóm lại ấy, là những món, những khoản ở nhà tôi cầm hết. Thế tiền đâu mà lão đi ăn đi chơi hả? Tiền ở đâu mà mở chỗ đó? Cái thằng biểu gì? Ôi giời, thế mà chúng nó dối hơi tự nhiên chúng nó lại tâng bốc mình lên tận mây xanh rồi đi khen khắp làng khắp xóm thế à? Nó không được ăn mà tự nhiên nó lại đi để nó khen à? Chắc lại thằng phong dê gì? Đây không cần biết thằng nào, tóm lại là người ta đến tận nhà người ta mách cái đấy. Chồng con mày thơm cái gì? Nó là hôm trước nó được 5.000 tiền đề, hiểu không? Thế là nó mời anh em đi uống cốc bia chứ có cái gì đâu mà tiền đâu mà mời chúng nó. Khôn hồn nhá, giấu ngậm giường lỗ gạch nào nhá. Thì giấu cho nó kỹ, đừng để con này nhìn thấy. Nếu mà thấy một tờ mà tòi ra, không xong với con này ở đâu nhá. Tao dạy gì tao phải giấu thế? Thế thì giấu thế nào thì nhét cho kỹ vào thế. Tốt nhất đừng để con này nhìn thấy. Sợ thì cứ đi mà tìm. Đây sắp sửa lục tung cái nhà lên rồi đấy, đừng có thách. Mà nhá,
Tôi hỏi lại lần nữa, tóm lại là lão giấu tiền ở đâu? Từ nãy là hỏi mấy lần rồi, mấy lần nữa rồi. Bảo nó bây giờ hỏi thêm 3 lần nữa đi. Làm gì có. Ờ, được rồi nhá. Giấu ngọn giường hay đút cái tất nào nhá. Bây giờ con này đi tìm. Nếu mà tìm thấy nhá, thì á, lão đừng hỏng mà trốn thoát nhá. Không, không. Kể cả chuột nó cắt, nó lót tổ, nó cắn nát, con lại phải tìm được bằng thấy cái vụn nhá. Đi mà tìm. Con thấy cái con khỉ ấy mà có đâu mà thấy. Dồ đi ném vào tất thối để chó nó cắt mất nhỉ. Quái lạ nhỉ. Kiểu gì á, lão cũng phải có quỹ đen. Không có quỹ đen thì làm sao mà đi mời được chúng nó. Mà con này á, chưa bao giờ nó lừa mình lần nào. Quán này á, bà nó tìm được á, rượu hôn. Lạ nhỉ. Giấu đâu kỹ thế nhỉ. Đấy, làm gì có. Giật cầm mình. Tối mà tìm được nhá thì từ nay á, đừng có hỏng mà đi ra ngoài quán xá mà ngồi lê nhá. Đấy, cứ tìm đi. Có giỏi thì tìm đi. Đấy, cứ tìm đi. Người ta bồng hoàng chứ người ta vớ vẩn như mấy cái thằng kia đâu. Đã gọi là cái khô rồi nhá, không bao giờ sợ chết đứng nhá. Ờ, thế thì tốt nhất ý là đứng cho vững vào, đừng để con này bẻ cụt ngọn. Đấy, thấy không? Làm gì có cái gì? Đây, chưa tìm hết nhà rồi đấy. Mới có lật gối lật chăn đấy. Còn gập giường giày dép tủ quần áo đây chưa tìm đâu. Cứ tìm đi. Cho tìm thoải mái. Kiểu gì cũng phải nhét ở đâu đấy. Thì phải có tiền để mà rủ nhau đi ăn đi uống chứ. Cái gì? Làm cái gì mà với hai lùi húi mai ở đây thế? Làm cái gì? Lâu không kiểm tra cái sáo xem nó còn kêu hay không chứ. Sắp sửa văn nghệ quần chúng rồi. Quần với váy gì nữa này? Mày nó vẫn kêu. Suốt ngày để ăn uống tụ tập về xong bắt đầu là quay sang văn nghệ văn ngủ. Nhưng sao nó lại không kêu nữa nhỉ? Không kêu nữa ấy. Đưa đây, đây bỏ, đốt bỏ nó đi. Đốt cái gì mà đốt? Cái đồ hỏng thì chả đốt bỏ đi thì mất việc. Làm thì không làm, suốt ngày sáo với tấu. Thế có thấy cái đầu nào không? Chưa thấy, nhưng sắp thấy, rồi sẽ thấy. Làm gì có mà thấy được. Lúc nào thì thấy á, kéo ra vạch mắt ra nhìn cho rõ. Mà ngồi nghịch cái kiểu gì mà liềm liếc cái thứ vứt linh tinh như này. Để ở đấy sau lúc đi thì nó mắc vào chân, đứt chân ra là sao? Ừ, anh quên. Nhà thì lắm trẻ con, đúng tài bảy. Này anh quên cất mất. Mang ra mà cài ra ngoài cái giá giao liệp kia kìa. Được rồi. May quá anh đỡ em không thì lại dám vào liềm đứt chân, nguy hiểm. May quá vẫn còn. Nó phát hiện ra thì có gì. Đừng nhìn đến tao. A Hi ơi. À, lão này chắc đi làm việc ở nhà. Ơ, gọi mãi không thấy đâu. Mà sao này? Gì? Mày lại thấy lão đi quán à? Hôm qua tao về tao khảo, lão không nhận đâu. Không, quán sao gì? Cho tao mượn cái liềm cắt cỏ cái bờ trước cổng nhà ông ý. Ông anh tao mấy hôm nữa cưới rồi. Bây giờ á, tìm mọi nhà đồ cửa đồ nhau thấy liềm đâu. Để tự ra tao tìm liềm ông hay cắt cỏ tao cũng sợ đây. Liềm cất ở đâu ấy? Liềm với cái quắm để phạt nhá. Ôi dồi ôi. Chứ gọi lão hỏi thêm lão ở đâu, để ở đâu. Thấy không? Để tao tìm xem. Mà quốc lão cứ đem về vứt đây. Cho mượn luôn cả cái cuốc này đi. Nhưng mà tiền đâu nhỉ? Nhà công có việc cái gì cũng thiếu mẹ. Mọi
lần lão hay đi cắt cỏ. Đây không thấy. Đâu nhỉ? Liềm ai người ta để dưới đất. Ờ. Mày nói đúng đấy. Ở đấy. Mày nói tao vừa ngửa lên cái tao thấy luôn. Đây. Mang về. Cứ lúc nào làm xong thì hạng mang sang. Ờ. Không mà đến... ờ tao không, nhưng mà tao mượn tao cũng phải để gọn lại đấy. Chứ còn ai để lung tung, nhà có việc có công có việc á, xong đến lúc ta tìm không thấy đâu đâu. Về nhá. Ờ. Chết rồi. Ai chết? Làm gì? Ai chết đi gì? Tự nhiên nó chết rồi, giật cả mình như thế. Hôm trước anh để cái liềm ở trên cái nóc chuồng lợn đấy mà, giờ tìm không thấy nhỉ? Cái Lý nó mượn rồi. Cái mẩy thơm ý. Cái mẩy thơm á? Nó bảo là nó mượn đi sang mà phát cỏ ở cổng nhà ông anh nó sắp cưới con ấy. Chào lại cho nó mượn. Thế nó mượn cắt cỏ làm cái gì để cho nó mượn? Thế nó mượn đâu chưa? Nó mượn từ trước hôm đám cưới ấy. Nó bảo là mượn về để dọn cái cổng để căng phong bạt gì đâu ấy. Mày biết cái liềm đấy là của tao được bao nhiêu tiền đấy không? À, cái liềm nó có 15.000 bạc cho bao nhiêu? 15.000 à? Thế chả thế thì gì? Cái liềm đấy hơn 1 triệu bạc của tao đấy. Lão có bị ấm đầu không? Tao để trong đấy á. Cái gì để trong đấy? À, cái liềm đấy là tao mua ở tận trong đấy ấy. Ở trong miền Nam ấy, nó là liềm đời đầu, nó phải 2 triệu của tao ở đấy. Lão tả như kiểu liềm dát vàng. Cái lão này mày, ở nhà mày ơi. Đừng có tưới đâm anh. Sao anh đánh em đau thế? Anh, em trả cái liềm cho anh đi. Sao mượn lại mãi không trả, mấy ngày giờ không trả ấy. Liềm à? À, cái liềm chuối xanh xanh đấy á? Ừ. Ở bên nhà bác cả em ý. Bên nhà bác cả thì mượn của anh chứ, sang lấy về trả đây cho người ta chứ, cho mượn gì mà đau quá là đau. Mấy ngày trời không trả ấy. Mượn kiểu đấy à? Mượn chỉ phải trả luôn chứ, xong việc phải trả luôn cho người ta, người ta còn lo việc chứ. Ơ, thì em bảo lão Phong nhà em là đi gặp mà anh hoặc là sang bảo cái mẩy thanh là cái liềm đấy hôm mấy hôm công việc bận bịu. Anh không biết đâu, bận bịu gì, đi lấy đi, giả luôn cho người ta đi. Đừng có cái kiểu đấy. Mượn phải có trách nhiệm phải giả cho người ta chứ. Rồi chứ bảo cái lão Phong là lên có thì mang giả luôn đi. Nói tóm lại là tôi thử đây đấy, đi sang đấy trả luôn cho tôi đi. Anh chở em đi lận kiếp, có cái liềm mà làm ghê thế. Ghê cái gì? Quốc. Nhanh lên. Mặt trời chết chở mình ấy chứ. Anh ơi. Thế nào, đâu rồi? Thấy mỗi cái cuốc em buộc luôn cả bỏ, xe. Bỏ mày, cuốc đi, tôi thì có dùng cái cuốc đâu mà. Cái liềm của tôi đâu? Cái liềm. Khổ quá. Sao lại có không giấu đâu à? Em giấu liềm của anh làm gì? Tìm mãi đổ cửa đổ nhà anh không thấy, chắc là mất rồi. Mất. Vâng. Mất là mất thế nào? Tiền một đống ở đấy, mất trên mất thế nào? Ôi giời ơi, cái liềm có bao nhiêu tiền, có 10.000 bạc. Đây em vừa bán sắt vụn được 15.000, tôi gửi lại anh. Đây, đi ra mua cái mới dùng cho sướng. Tôi chèm cái 10.000 này à? Tôi chèm bắt đền cái 10.000 này bỏ à? Cái liềm của tôi nó hàng triệu bạc ở đấy chứ. Bác cứ nói thế nào. 15.000 này. Cái cuốc 80.000 bác trả tiếp. Tiếp thì cái liềm có 10.000. Tôi không biết đâu. Phải đền cho tôi. Thì đây em có nói em không đền đâu. Đền không phải là đền riêng cái liềm. Đền cái giá trị của cái bên trong cái liềm ấy. Hiểu không? Thì cái liềm nào nó chả giống cái nào gấp, cái nhà bác nó còn mẻ răng cưa như kiểu là răng cưa gốc cây kìa. Tôi để tiền ở đấy. Tiền ở đâu ạ? Tôi đi làm tôi không có, tôi để đúc tiền, thế là tôi nhét tiền vào đấy. 1.150.000 tôi để ở trong cái chuôi liềm ấy. Ôi chả thế à? Thôi chết dở. Nào Thanh nó đưa cho em nó không để ý hay nào không biết. Thôi được rồi, để em sang hỏi cái Thanh. Hỏi để... Thanh cái gì? Thì tiền nong nó để ở đấy mà nó không bảo em, bây giờ mắc tiếng không ra. Có đi đâu cả. Hỏi nó gì, nói chuyện gì nữa, tiền là tiền của tôi, cần gì phải hỏi nó. Thế sao hôm nọ em sang đi bảo là tiền nhà bác nó về hết một mối, em tưởng chỉ có anh Thanh mới có tiền thôi chứ. Nhưng mà đấy là cái tiền này không thể nói với nói được, thế thôi.
Tiền không thể nói với nó là thế nào? Là tiền tôi cầm hộ bạn tôi. Thôi rồi, dù gì thì bạn tôi nó gửi. Thế biết đâu nhỡ cái thanh nó rút rồi thì làm sao? Thì cứ để em hỏi nó. Ây!